Mới vậy mà đã nổi hứng rồi sao? Vậy cô có dám nói là cô không muốn không? Đi kiểm tra phòng ngủ người khác kiểu này không phải có chút bất lịch sự rồi sao? Bác sĩ Chen Bicha, nè nè, đi đâu mà gấp vậy? Gấp đi đâu chứ? Sao cô nói là không có cô thì tôi không sống nổi mà? Vẫn còn quá sớm để kết luận. Nè cô, nếu thấy sai thì cứ thừa nhận đi. Cô biết gì không? Nếu tôi vẫn còn chôn mình sống cùng cô thì tôi sẽ không bao giờ có được căn nhà rộng lớn, cuộc sống tốt đẹp như vậy rồi. Cô thấy ghen tị chứ gì? Cũng đáng để ghen tị đó. Nhà đẹp thật, nhưng khi thấy có người chồng như vậy thì không biết còn ghen tị làm gì. Nè cô, khoan đã. Lần trước có thể tôi đã thua cái trò chơi tâm lý biến thái đó của cô, nhưng tôi đã không còn như trước. Nếu muốn đấu với tôi thì tôi hứa là cô sẽ không còn lại gì trong tay. Đây là lý do thực sự khiến anh quay về hả? Tôi nói anh biết điều này, anh chưa từng và sẽ không bao giờ thắng được tôi. Mới vậy mà đã nổi hứng rồi sao? Vậy cô có dám nói là cô không muốn không? Hả? Anh đúng là chưa từng ngăn được bản năng của mình ha. Cuộc đời anh sẽ bị hủy hoại vì chuyện này bao nhiêu lần nữa đây? Thật là đáng thương. Không đúng, phải là đáng đời mới đúng. Tên Tuân giỏi đến mức khiến cô quên được tôi luôn sao? Tôi cần phải kể chi tiết chuyện giường chiếu của mình cho chồng cũ nghe luôn sao? Chắc là không đâu ha. Những gì vừa nói lúc nãy tôi đã ghi âm lại hết rồi. Mặt tái mét luôn rồi kìa. Sợ vợ hả? Hả? Giỡn với anh vui thật. Phản bộ 22 giờ thứ tư, thứ năm hàng tuần, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion.